Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ chứng minh, kính thưa quý thầy và toàn thể đại chúng. Lần đầu tiên trong buổi sáng hôm nay, con xin kính chúc trên sư phụ, quý thầy và đại chúng có một ngày cuối tuần nhiều niềm vui và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy và toàn thể đại chúng. Có câu rằng tất cả các pháp đều là Phật pháp, nên quan trọng tay không bắt giặc, biết đâu bắt được giặc thì sao, còn không thì giặc bắt mình. Thì con cũng thử xem. Thì chắc từ ngày con được xuất gia đến bây giờ và có duyên biết được Phật pháp, con mới nghĩ rằng mình rất là may mắn và hạnh phúc khi hàng ngày được sống trong giáo pháp của Đức Phật và hàng ngày quay về bản tâm để tìm lại chân tâm Phật tánh của chính mình. Phần nhiều người đời đến chùa và con có duyên khi được tiếp xúc với nhiều người, và từ ngày vô chùa tới giờ con được mang rất nhiều chức danh. Thứ nhất, chức danh đầu tiên con làm là cốt chủ. Chức thứ hai là sàn chủ. Sàn chủ ở đây không phải là sàn nhảy cái quốc, mà chính là sàn chén của chùa Hoằng Pháp. Và thứ ba là phó cây chủ, cái nghĩa là đi chăm sóc cây trong chùa. Và chức thứ tư là phó bếp chủ. Còn chức thứ năm là điện chủ. Không biết chừng nào, nhưng con nghĩ rằng mỗi duyên có hợp sẽ có tan, nhưng con luôn nghĩ rằng mình làm với tâm phụng sự. Và tháp cốt gần 7 năm và qua chánh điện cũng gần hình như 2 năm rồi. Thì con tiếp xúc với nhiều người và hàng ngày họ đến chùa, nhưng phần nhiều ít ai hiểu và nắm về Phật pháp. Họ chỉ đến chùa lễ lạy và cầu sinh, chứ ít ai nghĩ rằng hạnh phúc hay không không phải là do cầu sinh mà được, mà đều do mình. Nên có nhiều người vào lạy Phật, lạy Bồ Tát, nhưng mà không biết rằng vị Phật Bồ Tát mình đang lạy là ai. Có nhiều lúc họ lạy Địa Tạng Vương Bồ Tát mà họ cứ nói đó là đường Tam Tạng trong phim Tây Du Ký, và thầy đó là thầy của Tôn Ngộ Không, mà nhìn thấy tội họ vô cùng. Vô lại Phật Thích Ca mà tàn cứ vái Nam Mô A Di Đà Phật không. Rồi thầy ở thầy, ông ngồi kia là ông gì vậy? Thầy có biết không, chỉ giùm con. Và nhiều người đến những ngày lễ, ngày Tết, và nhất là những ngày cầu an đầu năm hay lễ Vu Lan vừa rồi, phần nhiều mọi người đến chùa cầu an rất là nhiều và cầu siêu cho ông bà cha mẹ. Và hàng ngày con ở chánh điện, con cũng rất nhiều ca khó xử, tại vì họ biết con hiền hay sao. Mỗi lần lên tụng kinh chiều là đã thấy danh sách cầu an cầu siêu đỡ sẵn rồi. Và có nhiều người nói với con, thầy cầu cho con một tháng, thầy cầu cho con 49 ngày. Rồi nhiều lúc quý thầy, anh em huynh đệ mình đưa danh sách nữa, rồi Phật tử đưa một lúc nữa, mà giờ đọc người này bỏ người kia thì cũng thấy tội, mà đọc nhiều thì quý thầy cũng phiền. Nên nhiều lúc con cũng khó xử vô cùng. Nhưng khi học Phật pháp, mình phải hiểu được rằng hạnh phúc hay không đều do mình. Và có nhiều người đến nhờ con xem ngày tốt, ngày xấu để xây nhà, rồi cưới chồng, cưới vợ. Nhưng mà hay là đến chùa nhờ khai quang điểm nhãn một tượng Phật, tượng Bồ Tát hay tượng thần tài thổ địa. Nhưng đó cũng là cơ hội để con tư vấn và chia sẻ cho họ hiểu thêm về Phật pháp. Thì ra cái cầu đó hay xem ngày tốt xấu đó cũng chỉ là hình thức để an tâm cho họ. Tại
Tại vì cũng một ngày này bao nhiêu người sanh ra, bao nhiêu người chết đi, là tốt hay xấu. Cũng giây phút này bao nhiêu người hạnh phúc, bao nhiêu người khổ đau, là tốt hay xấu. Cũng giây phút này bao nhiêu người yêu nhau, rồi bao nhiêu người chia tay nhau, là tốt hay xấu. Mà tốt hay xấu là do cách ta sống và cách nhìn nhận đúng. Tại vì khi ta có nhìn nhận đúng thì đưa đến hành động đúng, lời nói đúng, việc làm đúng, sẽ dẫn đến kết quả là an lạc hạnh phúc. Còn khi ta đã nhận thức sai, đưa đến hành động sai, lời nói sai, việc làm sai, sẽ đưa ta đến đau khổ và tội lỗi. Nhưng ít ai hiểu được việc này, nhưng phần nhiều họ lại muốn cầu sinh. Còn đơn giản ví dụ, lúc Tết con thấy có một chú đó cầm 10 bộ bài đỡ trên bàn Phật và khấn nguyện rất thành tâm là cầu Phật cho Tết năm nay con đánh bài thắng được nhiều tiền. Con nghĩ tình hình này hơi căng, biết thắng được nhiều tiền hay không, hay là bài bạc bắt thằng Bằng, bỏ thằng Bằng cho chứ bác nó. Con nghĩ rồi nhiều người vô chùa lại cầu xin đỡ thắng cá độ, rồi trúng số đề, trúng vé số. Con có biết trúng số hay không mà sợ trúng gió để đổ thừa Phật nữa thì chết. Có nhiều vị mua vé số cho con, nhưng mà xong thì con cũng bỏ vào thùng tam bảo hay là cho tặng cho người khác. Và nhiều người cũng nói con cầu chúc cho thầy trúng số. Con mới nói với mọi người rằng từ ngày vô chùa tới giờ có đời nào con mua vé số đâu mà trúng. Nên nhiều người mình hiểu rằng cái đợi chờ xung rụng, ngồi mát, ngồi há miệng chờ xung, biết bao giờ xung nó rụng vào miệng mình. Mà mục đích và tông chỉ của đạo Phật là Đức Phật gọi là giác ngộ, là một bậc đầy đủ phước và trí. Nên mọi người thường tôn xưng Ngài là Phật, hay còn dịch ra Phật là bậc tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, có nghĩa là phước đức và trí tuệ viên mãn tròn đầy. Nên Ngài mục đích Ngài đến với cõi đời là chỉ cho chúng sanh thấy rõ được chân lý của cuộc đời và chỉ thấy được lẽ thật của cuộc đời này. Nhưng mà nói những gì thuận theo đời thì mọi người rất nghe, hay nghe. Còn những gì nói mà họ tu và để hướng về nội tâm thì rất là khó. Tại vì sao? Đơn giản như con chẳng hạn, từ ngày vô chùa tới giờ đã gần 11 năm mà cũng chưa thuộc một bài nhạc Phật giáo nào. Tại vì cũng không có nghe và cũng nên không có thuộc. Nhưng một bài nhạc đời 11 năm trước đến bây giờ, nhưng đôi khi vô tình chỉ thoảng qua tai thì những ký ức và những bài hát đó lại hiện trong đầu. Nhưng một bài hát về Phật Pháp thì nghe hoài không thuộc, nhưng đâu nghe một bài nhạc đời ngang qua thì lại thuộc liền. Cho biết rằng tạp khí và chủng tử của chúng ta đã ôn tập nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ làm sao chúng ta phải tu tập chuyển hóa những tạp khí tham sân si phiền não vân vân, để chúng ta từ một con người thói hư tật xấu để hướng đến chân thiện mỹ, trở thành một con người có đạo đức phẩm chất, và làm sao cho tâm mình được trong sạch và thanh tịnh. Và cuộc sống bây giờ, xã hội bây giờ, chuyện tu để hàng ngày gọi rửa tâm của mình rất là khó. Vì hàng ngày chúng ta tiếp xúc với rất nhiều trần cảnh, nhất là chỉ có điện thoại. Chỉ có chiếc điện thoại thì chúng ta đã có nguyên một thế giới trong tầm tay. Và cái gì trong đó cũng có tốt, cũng có xấu, cũng có. Nhưng tại do cách ta sử dụng nó
Nếu ta có đủ nghị lực, đủ ý chí thì nó giúp ích ta rất là nhiều, vì trong đó là quyên cả một kho tàng tri thức vô giá. Chỉ cần nhấn nút là chúng ta đã có đầy đủ những kiến thức tam tạng kinh điển, những giáo lý và chuyện thế giới, chuyện lịch sử, địa lý, vân vân, để chúng ta học hỏi rất là hay, bổ ích. Còn ngày xưa chưa có công nghệ thông tin thì chúng ta phải đi tra từng cuốn sách. Như tra một chữ Hán thì chúng ta phải tìm cuốn từ điển chữ Hán để chúng ta tra. Còn như muốn tra một từ tiếng Anh dịch nghĩa như thế nào thì chúng ta phải tìm cuốn từ điển tiếng Anh để tra. Nhưng ngày xưa học như vậy mà chúng ta lại nhớ rất là lâu. Còn bây giờ chúng ta tra trên điện thoại tuy nhanh nhưng nó thoáng qua nhục như một cơn gió. Rồi chúng ta bữa sau gặp lại từ đó chúng ta lại quên. Nhưng bản tánh và chủng tử của con người hay chúng sanh chính là những tạp niệm khí lâu đời, lâu kiếp. Nên mình phải hiểu rằng tu là một quá trình, cũng như trồng một cái cây. Từ một cái cây chính là nhân và duyên, đó chính là nhờ sự có ánh nắng mặt trời, đất, nước, gió, lửa và bàn tay chăm sóc của con người, phải tưới nước, bón phân, nhổ cỏ cho cây. Và quả chính là ngày cây ra hoa, kết trái, chúng ta thu hoạch được. Như đơn giản những cây ngắn ngày như cây đậu, cây lúa thì khoảng 3 tháng, hơn 3 tháng gì đó, hay cây ngô. Còn những cây mà trồng lâu năm như sầu riêng, mít hay là những cây xoài chẳng hạn thì chúng ta phải cần một thời gian khá dài, vài năm chúng ta mới có thu hoạch được, chứ không phải mới gieo hạt giống xuống mà chúng ta lại cầu và mong cho ra quả được. Cái chuyện này rất là phi lý, nhưng nhiều người không làm nhưng lại muốn cầu có ăn, có giàu và giàu có, thì chuyện này chỉ là trong mơ. Mình phải hiểu được rằng gieo nhân, duyên, đến quả thì cần có thời gian. Khi chúng ta không cần cầu, nhưng chúng ta chỉ cần chăm sóc và đủ đến ngày, đến giờ, đến tháng thì cây sẽ ra hoa, kết trái, chứ không cần cầu. Mình tu cũng vậy. Nhiều người tu cứ muốn đắc đạo, cứ muốn nhanh chóng thành tựu, mà chúng ta quên đi rằng tạp khí chúng ta huân tập nhiều đời, nhiều kiếp, không phải ít, rất là nhiều. Và hàng ngày chúng ta tu làm sao chính là huân tập những hành động, lời nói, ý nghĩ của mình được tốt hơn, thì từ từ những hạt giống bồ đề và ánh sáng của trí tuệ sẽ bừng khai. Còn nếu chúng ta chỉ cầu mà chúng ta không có thực hành áp dụng vào trong cuộc sống, vào trong thực tế, thì chúng ta nói là một chuyện nhưng hành là một chuyện, rất là cả một quá trình cách xa như trời và đất. Nhưng nói chung quay lại, mục đích của người học Phật hay người Phật tử, chúng ta phải biết rằng hạnh phúc hay không phải cầu xin Phật hay Bồ Tát ban cho mình được, mà cũng phải tự cho chính bản thân mình. Nên con cũng xin kết thúc lại buổi nói chuyện hôm nay bằng bốn dòng thơ như sau. Học Phật chẳng để van cầu, học Phật chuyển hóa khổ sầu thân tâm, ấy là ý nghĩa sâu thâm, quay về tỉnh thức Phật tâm chính mình. Nam mô A Di Đà Phật.